Người trồng mang cục năm nay cũng phấn khởi hơn mọi năm khi giá mang cục thời điểm này dao động quanh mức từ 65 đến 75 000 đồng một ký tại vườn. Không chỉ bán được với giá cao, nhà vườn khu vực Bảo Lộc và Bảo Lâm còn thêm phấn khởi vì năm nay mang cục trúng mùa, năng suất cũng tăng cao hơn so với năm ngoái. Mang cục Bảo Lộc có giá một phần do lịch vụ với mang cục ở các vùng khác. Thường mang cục thu từ tháng 2 tới tháng 6 âm lịch, riêng Bảo Lộc mang cục từ tháng 8 mới bắt đầu rộ. Và quan trọng, chất lượng trái măng cụt ở Bảo Lộc rất khác biệt. Lớp vỏ mỏng, đẹp, căng mịn và bóng đều, cơm dày, độ chua ngọt vừa phải và tỷ lệ hư hao thấp. Điều đặc biệt là trừ thời gian chăm sóc ban đầu hơi khó. Khi đã trưởng thành, cây măng cụt đòi hỏi rất ít công chăm sóc. Mỗi cây chỉ cần bón 10 kg phân mỗi năm, chia làm 2 lần, chủ yếu vào thời gian cây ra hoa đậu quả. Chi phí cho một hectare măng cụt không quá 10 triệu đồng một năm, trong khi doanh thu đã khá. Vì vậy, nông dân khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm đang tích cực mở rộng diện tích mang cục, chủ yếu là trồng sen trong vườn cà phê với các loại cây ăn trái khác. Hiện chỉ tính riêng Bảo Lộc có khoảng từ 250 tới 300 hectare mang cục cả trồng sen và trồng thuần.